Thưa quý vị và bà con, trong thời gian này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang tập trung sản xuất cây trồng vụ đông xuân nhằm nâng cao hệ số sử dụng đất và tăng giá trị sản xuất nông nghiệp. Trong đó có các loại cây rau màu. Hiện nay, hầu hết diện tích trồng cây rau màu vụ đông xuân đã xuống giống đều sinh trưởng và phát triển tốt. Bà con nông dân đang tích cực chăm sóc, làm cỏ, bón phân, vun gốc cho cây trồng, đồng thời chủ động phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo phục vụ nhu cầu cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Phường Thắng Lợi, thành phố Kon Tum có tổng diện tích trồng rau 35 hectare. Trong đó, tổ hợp tác sản xuất rau Việt Gáp mùng 1 tháng 5 có 3,5 hectare. Do xuống giống đúng lịch thời vụ, lại gặp điều kiện thời tiết thuận lợi, nên hầu hết diện tích trồng cây rau màu vụ đông xuân 2023 của tổ hợp tác đang sinh trưởng và phát triển tốt. Diện tích và các loại cây rau màu xuống giống trong vụ đông xuân này không có sự thay đổi so với mọi năm. Ngay từ đầu vụ, các nhà vườn đã xuống giống gieo trồng các loại rau dài ngày và ngắn ngày như các loại cải, rau gia vị, súp lơ, su hào. Hiện nay, một số loại đang cho thu hoạch những lứa đầu. Bây giờ trong cái vụ Tết thì bà con ở đây chuẩn bị giống cái thứ nhất là xà lách. Thứ hai, các loại cải, rau các loại, hành lá, rồi hành ngò, rồi rau cải dưa. Để phục vụ trong dịp Tết này, su hào nữa. Rồi trong việc hiện bây giờ, tình trạng hiện bây giờ là trong vụ đông xuân này thì thời tiết nó thuận lợi. Thuận lợi thứ nhất là nắng nó ổn định, rồi thuận lợi cho cái cây, rồi nhiệt độ nó mát, cái cây nó lên tốt đẹp hơn và năng suất cao hơn để phục vụ cho thị trường. Ban đầu thời tiết khá thuận lợi cho sự phát triển của cây rau màu. Song do thời tiết vụ đông xuân năm nay có nhiều biến động bất thường, đặc biệt nhiệt độ và lượng mưa nhiều làm ảnh hưởng đến cây trồng. Tuy nhiên, một số nhà vườn đã tổ chức sản xuất trong nhà màn để chủ động trong chăm sóc cây trồng vụ đông xuân, giúp giảm chi phí nhân công, tiết kiệm thời gian sản xuất, tăng năng suất và hạn chế sâu bệnh hại. Bây giờ vô mùa thì làm, nói chung bà con thì làm, ai làm cũng được hết. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì rau hiện tại bây giờ thì giá cả nó cũng cao. Nói chung là bán thì cũng không có rau để bán nữa. Như làm trong nhà màng thì nói chung bữa nay ấm trời rồi. Rau nhà màng thì nó đỡ bệnh, nó không có bệnh và lại sâu cũng có bao nhiêu. Làm rau thì nói chung là nó đạt được sản phẩm được nhiều. Các nhà vườn cho biết việc trồng và chăm sóc rau màu vụ đông xuân không chỉ thuận lợi về thời tiết cho năng suất cao mà còn tăng thu nhập, phát triển kinh tế cho bà con nông dân so với các vụ trồng rau màu khác trong năm. Đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới là thời điểm thị trường có nhu cầu tiêu thụ rất lớn các loại rau màu. Mùa ra thì cũng bình thường thôi, ngày như mình làm đất dải vôi rồi làm đất thì mình gieo mình trồng thì nó cũng bình thường chứ không có khó khăn gì. Ở trong nhà màng thì bây giờ thì quá tiện lợi rồi. Ấm trời là nó ở ngoài lạnh, ở trong nhà màng thì nó ấm thì cây rồi nó lên tốt. Giá cả hiện nay là giá cả rau rất là cao. Thì khi trước mỗi năm trong tháng này thì rau thấp chừng 5-7 ngàn, thì bây giờ là 17 ngàn một ký. Năm nay là cái rau nó tăng giá đột ngột trong vụ gần Tết này. Mà năng suất thì rất cao. Năng suất rau, tất cả các rau là nó đều mà bà con cũng phấn khởi. Ăn Tết xong là cũng bà con cũng tiếp tục trong Tết đã gieo cây con để ra ăn Tết xong là phục vụ sau Tết nữa. Sau đó là trong vụ còn vụ là vụ xuân hè nữa là đã chuẩn bị cây giống hết rồi, gần Tết là đã chuẩn bị cây giống hết rồi. Gần Tết là có thể là người ta đã sẽ cấy để mà qua Tết là người ta thu hoạch để phục vụ sau Tết Nguyên đán. Trong năm 2022, tổng diện tích gieo trồng rau màu các loại trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 3.400 ha, vượt kế hoạch năm. Để tiếp tục thực hiện đạt kế hoạch năm 2023, ngành nông nghiệp tỉnh đã yêu cầu các địa phương tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra việc thực hiện gieo trồng vụ đông xuân đúng thời vụ và cũng như chủ động hướng dẫn chăm sóc, bảo vệ, thu hoạch cây trồng, đảm bảo một vụ đông xuân 2022-2023 thắng lợi cho bà con nông dân. Thưa quý vị và bà con, gieo trồng rau màu trong vụ đông xuân có nhiều điều kiện thuận lợi như thời tiết tốt, ít bị thiệt hại, rau màu dễ phát triển.
đa số các loại rau màu đều có thời gian sinh trưởng ngắn, nhanh thu hoạch, nhất là càng về cuối năm, sức tiêu thụ càng mạnh. Trong chuyên mục Bạn của Nhà Nông hôm nay, ông Đoàn Năng Mạnh, cán bộ Trung tâm Khuyến Nông tỉnh sẽ hướng dẫn bà con một số kỹ thuật chăm sóc rau màu trong vụ đông xuân để nông sản đạt chất lượng và sản lượng cao nhất. Mời quý vị và bà con cùng theo dõi. Thưa ông, đối với các loại hoa màu trong vụ đông xuân và nhất là các loại rau củ quả, trong quá trình chăm sóc như bón phân, tưới nước, phòng trừ sâu bệnh hại thì bà con cần chú ý những vấn đề gì ạ? Hiện nay cây rau màu vụ đông xuân trên địa bàn tỉnh Kon Tum đang trong giai đoạn sinh trưởng phát triển mạnh. Đầu vụ thời tiết khá thuận lợi cho sự phát triển của cây, song do thời tiết vụ đông xuân năm nay có nhiều biến động bất thường, đặc biệt là nhiệt độ và những cơn mưa bất chợt làm ảnh hưởng tới sinh trưởng phát triển của cây rau màu vụ đông xuân. Qua đó bà con cần thực hiện một số cái lưu ý như sau. Đối với này tưới nước, đối với từng loại cây trồng, từng giai đoạn sinh trưởng phát triển khác nhau mà nhu cầu cây trồng cần nhiều hay là cần ít để cây sinh trưởng phát triển tốt thì độ ẩm trong đồng ruộng cần đảm bảo từ 75 đến 80%, đảm bảo cái chế độ nước phù hợp với từng loại cây trồng. Chúng ta kiểm tra cái độ ẩm theo cái kinh nghiệm bằng cách là chúng ta nắm chặt đất trong tay rồi mở ra và thấy đất vẫn còn nguyên hình dạng nhưng không có nước để ra, ké tay là cái độ ẩm đảm bảo và không cần tưới. Nếu đất tơi ra là thiếu nước và nếu thấy nước để ra thì độ ẩm dư thừa. Đối với lại tưới rãnh thì được khuyến cáo, khuyến khích ở tất cả các giai đoạn nước được dẫn vào rãnh luống sao cho mức nước rãnh bằng 1/3 hoặc 1/2 chiều cao luống tùy theo từng giai đoạn. Trong giai đoạn giá rét dẫn nước vào ngập 2/3 rãnh cho thấm dần vào mặt luống sau khoảng 6 đến 8 giờ chúng ta rút cạn hết nước trong rãnh và tránh để dư thừa nước. Chúng ta tưới dư thừa thì dẫn đến hiện tượng là cháy lá, thối bẹ, thối củ đối với loại cây như là hành, tỏi và kiệu. Về cái bón phân thì một số cái loại phân chúng ta bón tùy theo cái từng loại cây. Đối với cây rau ngắn ngày như là cây rau ăn lá thì chúng ta bón hoặc là tưới phân nhanh tan như là phân đơn kết hợp với lại phân chung vi lượng. Đối với lại cây rau dài ngày thì chúng ta cần bón lót sử dụng phân như là NPK tổng hợp tan chậm kết hợp với tưới phân nhưng mà tăng cường phân kali và phân đơn giúp cây sinh trưởng khỏe. Bón phân theo chúng ta chia theo giai đoạn sinh trưởng của cây như là cây con phát triển thân lá, ra hoa, đậu quả. Khuyến khích bón phân chúng ta nên áp dụng các biện pháp như là vùi trong đất trước và sau trồng, không chỉ giảm công tác chăm sóc bón phân giữ được trong luống đất cây hấp thụ tốt hơn mà còn hạn chế được cái tỷ lệ rau bị chết do nấm và vi khuẩn xâm nhập gây hại. Một số cái cây trồng có mật độ dày chúng ta không nên bón thúc bằng cái biện pháp là vùi thì việc hòa phân với nước thành dung dịch để tưới cho rau là rất cần thiết. Về cái chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây rau thì chúng ta cần lưu ý là tỉa thưa hợp lý như là cành, nhánh, đặc biệt là đối với lại các cây như là cà chua, ớt hoặc là khoai tây. Chúng ta làm cho bộ tán thông thoáng hạn chế cái bệnh sương mai và một số cái bệnh khác. Chúng ta phun phòng trừ kịp thời các loại thuốc trừ nấm, đặc biệt để trừ các loại như cái bệnh mốc xương, bệnh thán thư, bệnh đốm lá. Đối với các loại cây rau ăn lá như là cải bắp, cải xanh và rau ăn quả như là đậu cô ve, đậu đũa, dưa chuột, chúng ta nên dùng các loại thuốc trừ sâu có nguồn gốc vi sinh hoặc là sinh học. Chúng ta nên dừng bón phân và sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trước khi thu hoạch từ 7 đến 10 ngày. Để đảm bảo thời kỳ sinh trưởng của các loại rau hoa màu trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán thì ngành nông nghiệp tỉnh mình có khuyến cáo như thế nào đối với bà con ạ? Đối với diện tích cây rau màu đã xuống giống chúng ta cần tranh thủ xới sáo, phá váng, làm cỏ và bón phân trước Tết, chúng ta cần chăm sóc, tỉa rậm, bón phân theo quy trình kỹ thuật để giúp cho cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Đồng thời, chúng ta nên theo dõi, kiểm soát các loại dịch hại khác trên cây rau màu và chúng ta tổ chức thực hiện tốt việc phòng trừ kịp thời, hiệu quả trên cây hoa màu. Và sau Tết thì chúng ta cần lưu ý là theo dõi chặt chẽ đồng ruộng, tích cực chăm sóc các cây trồng theo đúng thời kỳ sinh trưởng, phát triển của các loại cây rau màu và chúng ta kết hợp kịp thời bón phân và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh để cây rau màu sinh trưởng phát triển tốt. Vâng, xin cảm ơn ông về những thông tin vừa rồi. Vâng, hy vọng những thông tin vừa rồi giúp bà con có thể áp dụng thêm những biện pháp kỹ thuật trồng rau màu phù hợp. Đến đây, thời lượng chương trình đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và bà con.